sự trải nghiệm. Yêu thương ạ. Sự thăng hoa. Bình an. Sự gắn kết. It's a green space. Phòng tập gym. Dịch vụ để chăm sóc sức khỏe cho được tốt. Với spa. Tiếp tục vấn đề ánh sáng. Dạ, cháu đến về bởi buồn mua ạ. Chạm để trải nghiệm. Một không gian sống tiện nghi và đẳng cấp. Nội thất mạ vàng cùng đá mắp bồ, thiết kế tối ưu, hạ tầng đồng bộ. Chạm để yêu thương từng khoảnh khắc. Chạm để kết nối những ước mơ. Thiên đường mua sắm, trung tâm thương mại V cộng. Chạm để cảm nhận những rung động. Dịch vụ toàn diện cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chạm để thăng hoa trong mỗi đam mê. Chạm để bình an. Với tất cả nhiệt tâm, Hòa Bình Green City gửi trao đến bạn những giá trị vĩnh cửu. Hòa Bình Green City, kiệt tác xây dựng của người Việt.